nhiệt độ cao, có nghĩa là nóng đấy, thì nó sẽ làm cho cây sáo âm nó sẽ cao hơn, và lạnh thì âm nó sẽ thấp hơn một chút. Xin chào tất cả các bạn nhé, mình là Cao Cường. Hôm nay như các bạn đã thấy, hôm nay mình phải mặc áo len. Thì hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2019, là một cái thời điểm giao mùa ở khu vực miền Bắc. Thì một cái chủ đề nóng rất được nhiều các bạn quan tâm trong cái thời gian vừa rồi đấy, đó chính là cái nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng đến âm thanh của cây gây sáo hay không. Và mình thấy cái chủ đề này rất là đang được các bạn quan tâm rất là lớn ở trên diễn đàn, trên câu lạc bộ. Thì mình sẽ không có một cái thực tế 100% được, nhưng mà mình sẽ làm một cái clip để làm một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để đánh giá về cái nhiệt độ nó ảnh hưởng đến cái âm thanh của cây sáo như thế nào. Đấy. Thì cái thí nghiệm này của mình nó chỉ đánh giá về cái nhiệt độ của nó thôi, chứ còn nếu mà để mà nói thực tế đấy, thì nó còn ảnh hưởng đến độ ẩm của từng khu vực nữa, chứ không chỉ riêng là cái nhiệt độ không. Đấy, nên là mình ở cái clip này mình sẽ nói về cái nhiệt độ nó ảnh hưởng đến cây sáo như thế nào. Đấy, trước tiên thì mình sẽ test cái cây sáo này ở cái bằng cái máy tuner này đấy. Ở cái nhiệt độ môi trường hiện tại mình đang ở, nó cũng hơi lạnh một chút thôi chứ không phải là lạnh lắm. Đây một cái cây sáo đô của shop mình, rất là bình thường, cây sáo C5 nhé. Và đây là trên tay mình, đây là một cái máy tuner có lỗ sĩ rồi, dùng cách đây nó phải tầm 5-6 năm rồi mà nó cũng chả hỏng gì cả. Đây cái máy tuner đây. Mình quay lại camera trước nha. Trước mắt các bạn đang là một cái máy tuner và một cây sáo C5. Đó. Mình sẽ không thể nào quay một lúc mà vừa thổi vừa quay vào cái máy tuner này được, nên là mình sẽ cho các bạn nhìn máy tuner luôn và mình sẽ thổi bằng cái cây sáo này ở đằng sau màn hình. Các bạn xem nhé, một cái máy tuner hoạt động rất là đang hoạt động bình thường này nhé các bạn nhé, và cài đặt tần số ở tần số 440. Mình sẽ thổi thử cho các bạn xem. Đây là nốt đô của cây sáo đô, và mình sẽ thổi cái nốt ở cao nhất ở cái vị trí vật lý, mình là cao nhất ở cái vị trí nha các bạn nhé, chứ không phải cao nhất ở cây cao độ nhé, cái nốt C này. Đấy. Thì hai nốt này nó đều là chuẩn ở giữa, thì cái điện xanh nó sẽ hiển thị lên đấy, cái vạch này nó sẽ chỉ ở giữa, thì có nghĩa là cây sáo này chuẩn nếu ở cái môi trường này, mà không phải 100% nhưng được tầm 99% ở cái môi trường này. Đấy. Tùy theo hơi từng người nữa, chứ cũng không phải là ai cũng thổi được rõ ràng cái cao độ đấy. Một số người hơi yếu thì có thể là thổi nó thấp hơn khoảng tầm 1-2 vạch, còn người hơi khỏe sẽ thổi cao hơn 1-2 vạch. Đấy. Ngửa môi úp môi nữa, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nhưng mà đấy, như cái hơi của mình đấy, nó sẽ ở cái vị trí là giữa. Và bây giờ mình sẽ làm nóng cái cây sáo này lên, xem nó như nào nha các bạn nhé. Thì mình sẽ dùng nhiệt của bếp ga làm nóng nó lên. Làm nóng lên tương tự như cái nhiệt độ mùa hè thôi, nó rơi vào khoảng tầm 35 độ thôi, chứ không phải làm nóng đến cái mức độ nóng quá. Mình sẽ làm hơi lâu một chút để cho nó nóng đều.
Ok. Cái này là mình nghĩ là ổn đấy. Cũng hơi nóng nóng. Đấy. Nó chỉ hơi nóng nóng, có nghĩa là mình sẽ làm cho một cái nhiệt độ nó tương đối với những cái nhiệt độ cái mùa hè đấy. Chứ không phải là nóng hẳn đâu. Mình sẽ thổi thử luôn nhé, các bạn nhìn máy cũng đợi nhé. Thử vào cái máy tuner này nhá, cái cao độ nó đô nhá, vẫn là cây sáo đấy, vẫn là tần số đấy, máy đo đấy, nhưng mà nhiệt độ của cây sáo bây giờ nó hơi nóng nóng một chút. Đó. Nó đã cao lên là gần 1/4 cung rồi, nó đấy là nó đô, còn nó si nhỉ. Nó si cao hơn khoảng tầm 1/6 đến 1/8 khung. Đấy. Cao hơn đấy, các bạn nhìn đấy, nó si lúc đầu là nó giữa vạch đúng không? Cũng một cái luồng hơi như thế nha các bạn nhé. Nó đô, các bạn có thể bật lại các bạn nghe, cũng cái luồng hơi của mình như vậy, nhưng mà cái cây sáo nó bị cao lên khoảng tầm 1/4 đến 1/8 khung. Khi mà nhiệt độ cao thì cái cây sáo âm nó sẽ cao lên. À, mình đã để cho nó nguội khoảng tầm 5 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ thổi lại cái âm của nó nha. Đấy. Nó gần như lúc ban đầu trước khi mình test. Thì có nghĩa là cái nhiệt độ nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái cao độ của cây sáo các bạn nha. Nhiệt độ cao có nghĩa là nóng đấy, thì nó sẽ làm cho cây sáo âm nó sẽ cao hơn, và lạnh thì âm nó sẽ thấp hơn một chút. Có nghĩa là cái vấn đề này nó cũng không đáng kể lắm, nhưng mà nó có nghĩa là mình để nói để cho các bạn hiểu về cái nhiệt độ nó cũng tác động đến cái âm thanh của cây sáo. Nó chỉ là chênh lên khoảng 1/4 đến 1/8 cung thôi, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến cái cao độ của cây sáo rồi.